看起来挺好看的哈。对，这是饼了吗？月饼了是吧？不是，就是那种薄酥，就是那种很脆脆的稀酥的那种饼。哦，就是北方还是南方的？这个呀，但是我也说不上来，稻香村，应该是这个是南方的苏州稻香村。哦，苏州，嗯，好吃吗？ 就是比较香香的那种脆脆的，啊，但我还没吃过，还可以尝尝，但是我就不知道它这种没吃过。Hi, shopping time. Shopping time. Hôm nay là chủ nhật cho nên là mình qua cái siêu thị, cái khu này là của châu Á vậy. Thì siêu thị này là Beatrice ở Mississauga. Thì bây giờ mình đi xem trong đó có cái gì. Để mình lại trong bên trong có cái gì. Hôm nay chủ nhật cho nên là quá quá trời người đi mua sắm luôn. This way or this way? $14 per pound. Oh, 14 đồng 99 đô nửa ký sầu riêng ở đây. That's about 5 pounds. Nửa ký hả em? Nửa ký là 14 đồng 99 bao nhiêu ha? Bao nhiêu tiền Việt Nam ha? Để anh bỏ để ở dưới nha. Đây thu đủ đây. Chuối đây. Chuối Việt Nam, phong cách Việt Nam đây. Mít đầy đủ hả ha? Cái này 4 đồng 9 nè. 4 đồng 9 khoảng chừng 8 mấy 90 ngàn. Mít chắc mà mít nhìn không ngon ha. Mít này ở Việt Nam là mình ai muốn mua rồi đó. Còn này là Samboche. Samboche này của Việt Nam nè. Việt Nam Samboche. Đó. This is white dragon fruit, right? It's white? I think so. It looks too pink on the outside to be red dragon fruit and it only... What is it here? Của lũng của. This is dragon fruit, honey. Yeah, I know, but is it? Bãi, yeah, bãi rùa, yeah. Yeah, okay. Đó, cái này là màu trắng. Cái này là thanh long màu trắng. Thanh long này rất là mắc nha. Một ký 10 đồng, có nghĩa là 180. Nửa ký chứ, không một ký nữa. Nửa ký 180 tiền Việt Nam, Việt Nam cũng chơi. Còn ở đây là món cầu nè. You have it before? No. No? I got oh, it yeah, before. You got it before, but yes. But it's not dry, you know? Yeah. Cái này món cầu đây giống như mua bị sưởng á. Nó không ngon lành hết trơn á. Mình biết mua một lần rồi, còn mắc nữa. Cái này 180 một ký, nửa ký. Có nghĩa là một ký của nó là 304. Một ký món cầu mà nó rất là dở luôn. Nó qua bây giờ nó biết quý. Mình biết quý cái trái cây của Việt Nam. Còn này, còn này là passion fruit. Cái này là giống như cái gì ha? Tôi quên tên mất tiêu à. 5 đô, 52, 100. 100. 100. 100 ngàn một hộp này nè. Cái này tự nhiên quên rồi. Ô, lý đó nè. Lý đó nè. Đây.
luôn. Ờ, hôm nay khá là đông nha. Để mình coi, có thêm cái này. Mình coi hôm nay cái món ăn xoài. Xoài cái này là 3 trái 6 đô. 3 trái 6 đô. 3 trái 6 đô. 6 đô là khoảng chừng 3 trái khoảng chừng 180 ngàn. Còn cái này what's it got, honey? Mango? No, I'm just looking at the different kinds of mangoes, and look, they got green kiwis. Yeah. I didn't know they have golden yellow kiwi. Yellow kiwi is sweet. Yeah, it's from New Zealand. Yeah. Everything's expensive. Expensive? $5 per pound. Expensive kiwis. Than longo? Yeah, I don't know. I think it's cheaper. Oh. Yeah. Kiwi ở đây là 100 ngàn mỗi thứ, cũng không mắc lắm. Kiwi ở Việt Nam cũng sắp cũng tương tự giá đó. Bơ ở đây ngon à, bơ ở đây nó trái nào nó cũng ngon lành lắm, không bị hư trái nào hết á. Ồ, trái gì đây, trái gì mà nhỏ. You know what, honey? This fruit? Yeah. When I was child? Yeah. Around my home is a lot. Really? Yeah. Oh. This is a lot and nobody eat it. I've never had it before. Yeah, nobody eat it. No. Cái trái này cái trái gì, cái xương rồng mà ngày xưa ở trên gần nhà nhiều lắm nè. Nhưng mà ở đây là thực phẩm. Bây giờ là 3 đô 3 nhân 2 6 60 ngàn nửa ký. Cái này 60 ngàn nửa ký. You know inside is look like dragon fruit. Oh, okay. Yeah. I don't know if it's sweet or not. Maybe it's a little sour. Cái này ở trong thì nó giống như cái thanh long nè. Nó giống như cái trái thanh long gì đó. Đó. Nhưng mà giống trái thanh long mà như nó chua hơn trái thanh long. Đó. Snack. Okay. Bây giờ tại vì mỗi lần qua đây là thích nhất là mua mấy cái ăn vặt của Trung Quốc á, Trung Quốc ăn vặt á. Thịt cá thì không mua ở đây. Rau thì cũng không mua ở đây. Ở đây thì nó sử dụng thuốc nhiều. Thuốc mà để cho giữ ẩm. Oh, dear dear. Sầu riêng. Nhớ được cả tiếng ấy. Sầu riêng nè. Sầu riêng. Cái này sầu riêng này frozen đông đá đó. Ở đây chỉ có năng lực sầu riêng đông đá thôi. 11 đô 12 đô. $12 một hộp, cái này là 200, 300 mấy một hộp này. 300 mấy một hộp này. No, it's like 2 for $12. Còn ở đây đầy đủ à. Nè. Chương ớt nè. Cái chung các bạn nào mà qua đây du học hoặc là ở đây thì đồ châu Á cũng rất là nhiều, cái gì cũng có hết. Cái chợ này là cái chợ này đồ châu Á nè, Trung Quốc nè, với lại Việt Nam đều có nữa bạn. Thì lẩu nè, lẩu nè, lẩu Trung Quốc nè, hải chị lo nè đều có ha, hải chị lo đều có ở đây luôn. Còn này là gì, mã là xăng cua đều có luôn. À, nhớ Trung Quốc quá. You know, is this, you have this before in China? No, this one, sorry. Mã là xăng cua, xăng cua. Oh, yeah, yeah. Yeah? Yeah. It's good? Oh, I miss China. Oh, qua đây nhìn mấy cái hàng, mấy cái đồ của Trung Quốc, mấy cha heo này. You want to have that? Get one, right? Yeah, get one. Lấy một bịch da heo. Đây. MHE more flavor. That's right. Có bột ngọt không? Cái bột ngọt thì càng tốt mà nha. Ăn phải có bột ngọt là MHE. This one. This one. À, what's that? No, I don't like, yeah. Oh, this one, is this really good? That's what I was gonna say, do you wanna get one or two of those? Yeah, sure, how much? Okay.
$4.99. $4.99, 5 hạt dĩa này ngon nè. Đây, hạt dĩa này đây, cái hạt dĩa này của Nhật hả? Nhật phải là của Trung Quốc không? Hay sao? Do you eat Japanese sauce? Yeah, well, it's got Japanese on it. Yeah. Của Nhật hơn 4 đồng, 5 đồng. Khoảng chừng 100 ngàn hả? Oh, quá liền nè. Okay. Yeah. Đây, dưới nè. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Chị nói không? Cái gì đây, cái hộp nó anh chồng anh dặn là đừng có mua cái hộp móp méo nha em. Cái hộp móp méo thì nó bị yếu chắc. Đây, hộp này đi. Cái này cái gì đây? Cuốn néo dư. À, cá hồng nương. Cá mà tên hay quá vậy. Ồ, cái này của Bắc Kinh, cũng phía Bắc hả? Bảy Hải, Bắc Hải hả? Đấy. Ê. Ý. Đây, cá này. Còn gì nữa đây? Đây, này giống lương quá vậy. Yuan Wei Sha Tiên Lý, đúng rồi đó, cá lương đó. Nhưng mà vị nguyên chất của nó không có ớt nhiều hả? Con cua nữa nè. Con cua nhỏ nhỏ. Xăng la xinh á. Đó, thấy chưa? Cần gì đi lại. Cần gì đi Trung Quốc đâu. Chạy chơ, sao mà tôi vô. Đó, cái này, cá này. Không mua cái cá này hả? Con kia ta. Mua hộp cá này đi. Lâu lâu kia hả? Thèm mặn mặn. Đây, cá này đi. Đặt cả chồng tính mình lượm lựa vậy nè. They have any honey? No. No, I've been looking. That's for honey. Oh, there? Yeah. Okay. I think that's it because I've been looking around. What's in these? We ate before, but not really good. Oh, okay. Yeah, that's it, the best. This one? Yeah, it's just. Hey, bánh bí đây. Yeah, this one. Okay. Trăng trăng, bánh bí trăng trăng. Bánh bí trăng trăng. Đây, gặp hai đợt bánh bí đi. Gặp xíu. Xíu? Yeah. Okay. Đó, ăn vặt như đó vậy. Ăn vặt thôi đó nha. Còn này bánh gì đây? Như bánh trung thu quá nhỉ? It's look like yeah, biển. Oh! Yeah. It's a, you know, okay. Red bean. Okay. This đậu đỏ, chắc này không phải của Việt Nam. Đậu đâu đó. It's a, I think it's a China. Here, because they write in Vietnamese, it's not exactly. Anh nghĩ trên tiếng Việt không đúng ý tả là chắc phải của Việt Nam. Đây, còn lại đi. It's not true Vietnamese, so we that's don't fake. Got it. Not flavor. Anh nói hàng của Việt Nam thôi, bỏ xuống lại đi. Đó, bánh này. Cái gì cũng có hết chưa. Qua đây đem qua theo làm cái gì đúng không ạ? Đặt chỗ hả? Chứ lại mất công lắm. Cho nên là ở đây. Bạn ở đây thời gian rồi thì sẽ biết. Đây là chà bông. Soft shredded pork. Oh. This is pork. And that's a pork too. Crisp. But another pork. Flavor. And this là one is heo. Sesame seeds and seaweed. Yeah. Đó, heo với lại cái gì? Hải tai. Hải tai là cái gì? Tự nhiên tôi thấy hải tai rong biển. Này. Đó. Nhìn thấy đồ ăn vặt này. Chết xá lắm. Bây giờ mình qua kia mình coi cái chỗ mà bán cái gì. Oh, chả quế. Honey, I want you to get Vietnamese sausage. Oh, okay. We'll go down that way. Yeah. Đó. Bây giờ đi mua cái gì hả? Đây mùa lạnh nè, cho nên ở đây bắt đầu nó bán hot rồi. Hot ở nhà cũng còn quá trời trời. Nói chung đồ Trung Quốc hot ở nhà không thiếu.
đó, tại nhà ông ăn ở trên cái bình ăn đây, cái cách kiểu Trung Quốc mà họ mà nói vàng gói hoàng nhìn rất là đẹp nè. Bánh rồi á, nhìn đẹp cái gì bánh cho mình, nhìn đẹp thành châu đấy hả? Ừ, cái này cũng rất là đẹp. Đúng rồi. Đây là cái bánh rồi mà, cái bánh rồi, đúng không? Không phải, không phải, không phải, không phải, 应该是这个是南方的苏州稻香村。哦，苏州，嗯，好吃吗？就是比较香香的那种脆脆的。哦，但我还可以吧，没吃过，它可以尝一尝，但是我就不知道它这种没吃过这种哈。哦，桃酥以前是经常吃，但是它这种我就不知道好不好吃了。好像看起来还可以哈。12块，买一个吧。对，还。还不错哈，看起来好看哈，比较喜庆哦。哦，对，对，我也买一个吧。好，谢谢，再见。I didn't even try this. It's look good, yeah. Okay. So. Okay. Nói chuyện cái thị người Trung Quốc nó. Xem coi cái bánh này gì ở trong nó hơi giòn giòn á hả? Thôi mua cái này có 12 đồng thôi mua đi. Dễ thương quá. Little candies for. Yeah. Đây là mấy cái bánh đồ Trung Thu rồi có gói ngoài đẹp nè. Nhưng mà có nhiều cái thì ăn dở ẹt. Mà có nhiều cái thì rất là ngon. Nói chung là chưa có từng ăn qua hay không hay ăn qua đồ Trung Quốc thì ăn đầu tiên hơi khó khăn, cái vị của nó rất hơi khó khăn. Đây quá trời tâm niệm ế người đang quá giờ lấy sắp xếp là về đi, mình lấy cái sausage đây cha tua ở đây cũng có vậy bạn nha. Đây sausage Việt Nam. This one? Yeah, small and big one. Oh. Chà lụa. Dầu quế nó ngon. Yeah, before we want this one. Okay. Yep. Dầu quế. Yeah, chill now. Okay. Yeah, that's it. Okay. Yeah. Yeah, time to go. Uh-huh. Oh, really? Yeah. That looks good. You want to try it? Sure. Just one? Yeah. Rồi, bây giờ nhớ quê lắm rồi. Thử cái này đi, có một đồng 39 đô là khoảng chừng 18, hai mấy là một cái mì kẹo mày sửng này nè. Oh, got it. Yeah. Got it. Đó, kẹo mày sửng. Cái gì cũng có hết nè. Đây, tất cả mấy cái này như là của Trung Quốc, mè đen là của Trung Quốc nè. Đó. Đây snack. Đồ ăn vặt đây, cái này nó ngâm sẵn hả? Cái này là chỉ để mua đồ ăn vặt thôi à. Cái này cũng là giống như mè sửng hộp nè. Đó, Tết là xuống đây mua cái gì cũng có hết luôn. Thấy chưa? Còn bên này là đồ của cái Trung Quốc, Hàn Quốc thì Việt Nam thì nó pha lẫn lên hết. Ồ, thu đủ ở đây nó không ngon lành hết rồi nha. Thu đủ ở đây mua tươi cũng không ngon lành hết. Không như Việt Nam mình đâu. You ever had these? What's that, honey? Japanese super sour candy. Oh, you put that in your mouth just goes. Really? Oh, it's like good? Really sour. You want to try it? No, no. Anh nói là cái kiểu, kiểu này cũng Nhật lắm. Kiểu giống như kiểu, nó chua kinh hồn lắm. Nhậm vô một phát là nó chua teo lưỡi luôn á. I've had it before. It looks super sour. But that's good and not good. The lemon flavor is good and strong.
but it's like ultra sour. Yeah? You put it in your mouth and your whole mouth just goes. Cái kẹo đó nói là bỏ vô miệng là muốn teo lưỡi luôn á, nó chua quá rồi. Đây. Yeah, coffee candy, you know, we have the G7 coffee candy. Ở Việt Nam mình có cái kẹo G7, cái kẹo mà cà phê mà G7 không à ha. Đậm đà luôn. They have coffee candy over here somewhere. I saw. Đây, tỏi đen đó nè. You know this black garlic? Yeah. Oh my god. Đây, tỏi đen. Ờ, khê xoăn. Tỏi đen 8 đồng. Có lưu rơi đâu mà? 9 đồng, 180 một hộp rồi đó. Một cái nồi làm nữa ha. Đó. Xoay. Còn cầm mấy người, bạn lật gì đây? No, they have United. They have Capico, but they don't have G7. Ở đây cái giống gì cũng có hết bạn ơi. Cho nên là ai muốn qua đây hả thì không cần phải đem cái chai nặng nề đâu nha. Có tiền này có hết á. Cái thùng máy cũng không mắc lắm đâu. Sorry. All the coffee sticks. Oh, it's when I was child. Yeah. Anh chị cái này nè. Mấy cái này hồi nhỏ là khoái lắm nè. Durian, right? Mm-hmm. I see durian somewhere else. No, that's avocado. Oh. This is durian, here. Durian and taro together. Oh, they knew. They put in here. They said it's not a place. Yeah. Cái này giống như cái... It's not Vietnam. No. Giờ mình mua cái gì của Việt Nam đi. Không phải Việt Nam, bỏ sốt. Rồi. Ủng hộ cho hàng Việt Nam quốc tế ha. Đây. Cái bánh bí á. Honey. Hmm? Where we take that durian cake before? In the bakery side, right? I want to take one. Cái bánh bí. Oh, in the bakery? Yeah. Yeah. Bánh bí á, bánh bí của Việt Nam cái đậm đà hơn. Ăn trước ăn thử bánh bí của Trung Quốc rồi nhưng mà nó không đậm đà nào. Qua nè. Đó. Còn mấy người cái này Rocky Pocky hả? You have it? You have? Yeah. Of course. When you were child, right? Yeah. When I was living in China, this is my go-to snack. Oh, this is Japanese coffee, snack. Yeah. Doesn't matter, everybody over there. And then trước con ở trong nước con ăn cái này, ăn làm snack. Bây giờ mình mua cái gì? You know, I need the sticky milk. But Vietnam one. Ông thọ sư ẩm hia. Đây là cái bộ hộp sư ẩm thọ đây. Yeah, one enough. Yeah, I just want to make sure the can's not dented. Yeah. Okay. Đó, sữa ông thọ đây bên dưới, coi giá bao nhiêu à. $1.99. Đây. $1.99 là khoảng chừng sữa ông thọ ha. Mình gốc tính lắm nha. 120 hả? 120 hộp sữa ông thọ nha. Ê, cái gì đây? Này hình như của Trung Quốc. Ok, sổ. Đông quá mà bây giờ mua đại mua những cái cần thiết cái đồ ra. Đông quá. Excuse me. G7. You want to have Vietnamese coffee? Actually. Lâu lâu bạn. Thèm cái Việt Nam. Đây, cà phê Việt Nam này. Đó. Cà phê chung. Giúp mình. Nó có pha bắp vô cho nên mới nhớ nó đúng với Việt Nam. Honey? Yeah? Yeah? Okay. You want to get one? Yeah, sure. Take one for this one. Did mom and dad still have or? No, we finished. Okay. Oh, có cà phê sầu riêng nè. Durian coffee. Well, no. No, you have before? No, but the idea.
sầu riêng cà phê, bạn đã uống lên sầu riêng cà phê bao giờ chưa? Cái này là của hình như Malai hả? Musang King Building như của Malai á. Này 7 đồng, 9. 150, 160. Đó. For work. The coffee at work tastes like toàn là hàng của Việt Nam không ha. Mình chồng mình khoái đồ ăn Việt Nam, tất cả những gì của Việt Nam. Mua ở Việt Nam lắm mà. Mua ở Việt Nam lắm rồi. Không biết sao bao lẫn người ở đây. Thế mà thích Việt Nam lắm. Ai. Durian cake over there. Yeah. Bây giờ mình lấy cái bánh bía nữa. Cái bánh bía. Here, stay around here. I'm just gonna go get a basket. Yep. Đây, cái này là xuống đây là gì? Cái này không? Này, cái này là đồ ăn lặt của Trung Quốc đây. Ăn cái này xong đó, thì nó nhớ thì nó kinh hồn luôn. Cái này, nó vừa cay, nó vừa đã. Nói chung là buồn buồn miệng nha, nó đã rồi. Thích ăn những cái đồ vặt mà ăn mặn mặn thôi, chứ đồ ăn ngọt quá. Không thích đồ ngọt lắm. Nhưng mà ở đây là ăn đồ ngọt nhiều lắm rồi đó. Cái này thì nó cay hơn, phải. 1 đồng, 2 đồng, thôi lấy 4 bịch đi. 1, 2, 3, 4, 5 bịch tôi lấy 5. Thôi. Honey. Velvet. And you want to seaweed or no? Yep, you want it? Yeah, is that okay? Yeah. I like this Korean style. MHE. Of course. Big one? You want it? Okay, two big ones, please. So right now we're making a new batch of bubbles. Okay. So it's going to take like around 15 minutes. That's fine. All right. It's okay. We'll go for a walk and come back. All right. Awesome. Congratulations on the new opening. Oh, thank you. Oh, you're new today? Uh-huh. 848. I'm sorry? 848. 848? Okay, so... There you go, my good sir. Are you open for you? I don't think you can, honey. Yes, sir. Oh. Oh, yeah. Đó. Wow, Giáng sinh. Okay. There you go. Yeah. I'm this way, eh? Yeah. Okay, video của mình tới đây là kết thúc với các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Đây, cái hộp này mình mua nhưng mà không biết ở trong nó như thế nào. Rất là tò mò, cho nên mở lên thử coi thử có cái gì nha. Ở ngoài nó ghi là gì? Crepes cake. Chắc mình ăn qua ở Trung Quốc rồi nhưng mà không biết là ở ngoài ở Trung Quốc chưa ăn qua cái hộp để như này, nhìn thấy rất là lạ. That's not icy cold, but it shouldn't be. It's chocolate hazelnut. Porter. Này bi. Hmm? Dark bi chocolate.
porter is like a dark wine based wheat beer with chocolate hazelnut. Mm. Oh my god, that's good. Yeah, it's really good. Cheese! Cheese! Mm. Wow. Bây giờ nhờ anh chọn anh mở này đi. Honey, can you open this? Sure. I'm really curious. Okay, so. But I think you need to see. Oh, hang on a sec. Which one? You take knife? Mm-hmm. Yeah, because it's... Well, I can try to untie it. Mấy này nhìn giống như là Tết á. It looks like New Year. Mm-hmm. Just cut it off. Oh. No. No need. Hồi nãy cái chị kia nói là cái bánh này như đặc sản của Tô Châu. Wow. Open one. Oh, cookies. That's not cake, that's cookies. Tặng cái bánh gì trời, chỉ bánh quy thôi. I can slap them.